Thưa quý vị, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội. Thời gian qua, tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, nhiều việc làm cụ thể thiết thực đã được triển khai, góp phần nâng cao đời sống và các tinh thần cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thực hiện chương trình Chúng con luôn bên mẹ, đoàn phường Hòa Thuận Đông thường xuyên đến thăm cụ Trần Thị Tiến. Năm nay đã 90 tuổi, hiện đang sống với cháu trai, có chồng là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuổi già sức yếu, cụ Tiến đi lại khó khăn. Dịp này được các bạn đoàn viên thanh niên giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, viếng hương và cùng trò chuyện khiến cụ rất vui và cảm động. Là năm nay tròn là 35 năm. Nói chung là bộ chính quyền phường Hòa Thuận Đông cũng quan tâm xuống thăm. Rồi chi đoàn thanh niên cũng quan tâm xuống thăm bà rất thân, rất cảm động những cái tình cảm mà dành cho những cái gia đình thương binh liệt sĩ, thương mà giúp đỡ tận tình, có gì giúp đỡ được cái nấy thì cố gắng giúp đỡ giùm cho bà. Qua thực hiện mô hình này thì đoàn phường thấy là mô hình rất ý nghĩa và thiết thực, vì vừa giúp được nhiều hoàn cảnh, những người gia đình chính sách, người có công, và phần nào đó thể hiện tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi tặng quà, vừa qua phường cũng phối hợp với Bệnh viện 199, Trường Cao đẳng Công nghệ Y dược Đà Nẵng, Nhà thuốc Long Châu tổ chức thăm khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình có công cách mạng, thương bệnh binh, gia đình chính sách và một số hộ nghèo trên địa bàn phường. Thì đây là một cái hoạt động rất là tích cực và có ý nghĩa, nó thể hiện được cái tinh thần là uống nước nhớ nguồn, nó tri ân những cái người đã có công với đất nước. Nên vì chúng tôi cũng rất là phấn khởi vui vẻ trong cái buổi khám chữa bệnh hôm nay. Trong thời gian qua, địa phương cũng tổ chức sửa chữa nhà cho 12 trường hợp là đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách. Và vừa rồi thì địa phương cũng nhân cái dịp này thì địa phương cũng có làm một chuyến dân vận về xã Trà Đốc ở huyện Bắc Trà My. Trong đó thì cũng tặng 100 xuất quà cho những người nghèo và cũng hỗ trợ phối hợp với thành đoàn hỗ trợ sửa chữa một cái nhà trị giá là 50 triệu cho bà con khó khăn ở trên đó. Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách khó khăn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là việc làm cần thiết nhằm tri ân những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời qua các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.